10. Phẩm Bát Nhã Hành Tướng. Lại nữa, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán như thế này. Cái gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Ai tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng để làm gì? Như vậy, đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm xét quán sát kỹ, nếu là pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở trong cái không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được thì lấy cái gì để bạn hỏi? Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, trong đó pháp nào là không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được? Thiện Hiện đáp, đó là pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì do nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tàn không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Xá Lợi Tử, sao pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được? Pháp thọ tưởng hành thức không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, nhãn xứ pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Sắc xứ pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Thanh hương vị xúc pháp xứ pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, nhãn giới pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ giới pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tỷ giới pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm chuyên sanh ra không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Thiệt giới pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Thân giới pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Ý giới pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, địa giới pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Thủy hỏa phong không thức giới pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, pháp thánh đế khổ không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp thánh đế tập diệt đạo không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, pháp vô minh không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, pháp không nội không có sở hữu